Phew. Yo, chào bạn. Hôm nay đúng là tròn một tuần là mình đi làm đấy. Mình apply vào vị trí multimedia cho công ty. Công việc của mình nói chung là cũng khá ổn. Ngày đầu tiên đi làm ấy thì mình đã định là dậy sớm làm một cái video kiểu ghi lại nhật ký ngày đi làm đầu tiên ấy. Nhưng mà ngay sau khi ghi lại cái khúc mà mình ngủ dậy xong ấy thì mình đã bỏ cuộc. Và sao nhỉ? Mình nghĩ là sau một tuần thì mình sẽ có nhiều thứ để nói hơn là ngày đầu tiên ấy. Mình ra khỏi nhà lúc 8 giờ, đi mua bánh mì ăn sáng ở đầu ngõ. Có tiệm bánh mì khá ngon ở đầu ngõ. Mình là fanboy của Hội An luôn. Mình đến công ty lúc bao nhiêu giờ? Lúc 8 giờ 30. Lúc đấy là lúc mà khá là đông người. Thang máy phải nói siêu 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 đông người. Và trước khi vào trong thang máy ấy, thì người ta có cái gọi là cái máy đo thân nhiệt à? Đúng rồi, có máy đo thân nhiệt. Vì đang có dịch nên là cái này phải mọi người phải kiểm tra, và thường các trung tâm thương mại thường đều gọi cái việc như thế đúng không? Nhưng mà mình nghĩ thì điều đấy không thật sự có ích ý, tại vì mình vẫn thấy nhiều người đi ngoài đường không dùng khẩu trang, và ngay cả những người đang ủ bệnh ý, thì họ cũng không hề phát sốt. Nói chung là chỉ biết cầu nguyện thôi, chắc nó sẽ chừa mình ra. Mình thường là quên khẩu trang. Lúc mới đến công ty ý, thì mình được đi vòng vòng giới thiệu các bộ phận. Có chị HR khá là xinh, dễ tính, cực kỳ nhiệt tình luôn, lại còn hay cày phim Hàn ấy, mà đúng mấy phim Hàn mình thích luôn. Thật sự là mình cũng không hay cày phim Hàn đâu, cho đến khi mình xem được cái quảng cáo trên YouTube, quảng cáo Netflix trên YouTube, thì mình được cấp một bộ PC khá là xịn. Mình được cấp một con PC khủng này, một cái Wacom Intuos Pro này, và một con MacBook để check tin nhắn. Wow, khá là ấn tượng. Mình chưa bao giờ làm công ty nào cũng được trang bị nhiều đồ chơi như thế. Vào đấy thì mình gặp một bà chị cùng quê, lại cũng là người học cùng đại học luôn. Bà chị ấy học khóa trên, hai chị em gặp nhau như là vớ được vàng luôn. Và bà ấy giúp mình khá là nhiều, hướng dẫn cách di chuyển cho công ty, cách pha cà phê. Ủa, mình khá là quê khi lần đầu tiên động vào cái máy pha cà phê, kiểu ủa chị giờ bấm nút nào ấy, làm nào cho nó ra ấy, làm nào lấy cốc đâu đấy, giờ pha công thức như nào đấy. Và có những thứ cà phê mình biết tên rồi mình chưa thử thì mình cũng đã thử ở công ty rồi. Mình thường phải uống mix vì mình không uống được cà phê quá đặc cũng như là cà phê quá nhạt. Mọi người trong công ty mới thì khá là thân thiện, đấy là một sự mình thích. Họ giúp đỡ cũng rất là nhiệt tình. Có những người thì mãi mãi kiểu như tuổi 18 ấy, kiểu như các anh chị ấy vẫn trẻ, vẫn năng động, nhiệt huyết mà không có dấu hiệu của sự già đi, vẫn thảnh thơi cuộc đời lắm. Bình thường ngoài 27 tuổi, ngoài 30 tuổi là phải lo lấy chồng rồi thì bắt chân lên cổ lo chuyện cưới xin rồi, nhưng mà không, mình thấy các anh chị trong công ty này rảnh rang, nhiều người vẫn ngoài 30 tuổi vẫn chưa chồng con gì, mình rất là hay. Buổi trưa ấy thì mình đi ăn với hai ông ở trong team, hai ông cũng khá là dễ nói chuyện, thân thiện. Mình cũng hợp tính hai ông đấy thì ăn loanh quanh thôi. Nhà mình ngay công ty mà, nên là mình ăn cũng gần công ty nữa. Ăn mấy món kiểu như là cơm văn phòng ấy, thì có bún chả này, bánh mì này, hay là phở cuốn à, bánh mì mật ong gì này, đặc sản Hà Nội ấy. Mình không biết đó, nghe nói mấy ông nói như vậy. Ăn cơm xong thì đi về ngồi trà đá, thì mấy anh em các team khác ra ngồi trà đá với nhau, thì có một đội là chuyên ngồi trà đá như vậy, rất là hay, ngồi chém gió nói chuyện thôi. Mình thì ra đấy mình chẳng có cái chuyện gì chung để nói cả, nhưng mình rất thích ngồi đấy nói chuyện, không phải ngồi nói chuyện, ngồi nghe họ nói chuyện. Đấy cách để mình hòa nhập với con môi trường mới. Lúc mà mọi người về thì có những người thì ngủ, có người thì đọc sách, có người thì chơi game. Ai làm việc đấy là lúc buổi trưa thì là lúc rảnh nhất để mọi người chơi bời. Mà đến lúc chiều thì mình về lúc 5 rưỡi là tan làm, nhưng mà thường thì mình sẽ ở lại thêm một chút để làm cố, tại vì bù lại những thời gian mình không tập trung lắm ở trong công ty, kiểu làm một mạch thì cũng không làm được, nên là thỉnh thoảng đứng dậy đi lại thì mình bù vào thời gian đấy, tranh thủ làm cho xong thì việc. Deadline chỉ có gần đến ngày thôi đấy, mình đang vướng một cái deadline còn 5 ngày nữa, chưa biết là mình sẽ hoàn thành nữa. Nhưng mà thường là
mình đã quen với trận deadline rồi nên là chắc là sẽ xong rồi. Buổi tối về thì mình chỉ xem YouTube, học tiếng Trung hoặc là nhắn tin với gái. Dạo này có nhiều em gái nuôi để nhắn tin. Hôm nọ thì mình dính quả phốt à, trời mưa. Nếu các bạn chưa biết thì căn phòng của mình bị dột, và lúc trời mưa xuống thì nước bắt đầu chảy ở các cái lỗ đèn ấy, nên mình sẽ để một cái video ở đây cho các bạn xem. Đấy, như này này à, thì à, mình phải hứng hứng nước trong lúc trời mưa. Và có đêm hôm đấy là mình phải hứng được 2 chậu lớn và 1 cái xô. 2 chậu lớn này đầy à, 2 chậu lớn đầy và 1 cái xô nước như này. Một đêm mất ngủ luôn. Mình co ro một góc, còn lại là cái giường ướt 1/3. Chưa giờ mình nghĩ cảnh đi thuê nhà lại khổ như thế này. Chắc là cố gắng thôi. Mong một ngày nào đấy mình sẽ chuyển được sang căn nhà mới tốt hơn. Hôm nọ video đầu tiên mình còn nói là mình không có căn nhà tốt, mà thật sự là nó không còn tốt cho đến ngày mưa nữa. Ông chủ nhà của mình thì đã sửa cho mình rồi, nhưng mà mình vẫn không yên tâm lắm. Mình sẽ sớm chuyển ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video xàm xí thứ hai của mình. Và mình sẽ liên tục update những video của cuộc sống của mình hàng ngày. Hiện tại mình vẫn chưa up được cái video hướng dẫn nào cho các bạn, nhưng mà hẹn sẽ sớm thôi. Dạo này mình bắt đầu công việc mới nên còn khá nhiều việc và chưa đi đâu ở đâu ấy, nên các bạn thông cảm ha. Mình sẽ sớm làm video nhiều hơn, tích cực hơn, chăm chỉ hơn. Rất mong là mọi người ủng hộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ cũng là gần 1 giờ rồi. Mình đi ngủ đây. Bye bye. Bless you.